Xin chào tất cả quý vị khán giả nhá. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình, lại mình Leo đây. Hôm nay Leo sẽ hướng dẫn quý vị bài nhảy Simi Simi theo phong cách Belly Dance Zumba. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Này, chúng ta sẽ nhảy theo một hướng, sẽ có tổng cộng là 5 động tác. Mỗi động tác sẽ có 4 câu nhạc 8. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. Động tác đầu tiên, động tác mở bài. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi động tác số 3. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp động tác chuyển đoạn. Nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Okay, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với động tác mở bài này. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng chân phải, được chưa? Chân phải chúng ta dùng mũi chân chấm lên phía trước, chấm chéo lên phía trước. Hai tay của chúng ta mở lòng bàn tay ra, đưa cái lòng bàn tay lên, được chưa? Và mở ra như này, được không? Các bạn sẽ đếm là ok, 1. Đầu tiên động tác mở bài thì chúng ta sẽ dùng chân phải của chúng ta chấm lên phía trước, chéo 45 độ và hai tay của chúng ta đưa lên mở ra vuông góc, hai tay của chúng ta mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên phía bên trên, được không ạ? Đấy, tạo thành một cái góc vuông như này. Ok. Rồi, chân phải của chúng ta mở ra đếm là 1, 2 này, dừng này, chúng ta thu tay, thu chân về 3, 4, và 5, 6, 7, 8 thì chúng ta sẽ dùng hông và tay của chúng ta cùng đưa thành một cái đường như này, được chưa? Uốn lượn, các bạn ý nhá, cái tay sẽ như này nhá, bước sang này, 1, 2 này, được chưa? Đấy, dùng mũi chân này, chúng ta dùng mũi chân nén xuống. Đấy, hai tay chúng ta mở lên, đưa lòng bàn tay lên vuông góc như này. Sau đó thu tay về. Đấy, hai tay trụ vào nhau như này, chắp vào nhau như này. Và sau đó chúng ta đưa tay theo hình zigzag, đưa lên cả hông cả tay đưa theo hình zigzag. Đấy. Hông bên nào tay bên đấy, hông bên nào tay bên đấy. Ví dụ hông sang bên trái, sang bên trái, sang bên phải, sang bên trái, sang bên phải, được không ạ? Ok. Nào, động tác đầu tiên này. 5 6 7 vào hai tay này. 1 2 thu về 3, 4, tiếp tục đánh này, tay đưa này, 5, 6, 7, 8, ok. Tương tự sang phía bên trái của chúng ta cũng làm y như thế, hai tay mở ra, 1, 2, được chưa? Tay thu về, 3, 4, sau đó chúng ta lại đánh sang, 5, 6, 7, 8. Các bạn chú ý là chúng ta chân bên nào thì đánh hông bên đấy trước nhé, bên phải thì chúng ta đánh hông sang bên phải trước, được chưa? Sang bên trái thì chúng ta đánh hông sang bên trái trước, à, ok. Rồi, tiếp theo đến tổ hợp động tác số 2. Ok. Rồi, tác số 2 thì bây giờ chúng ta cũng là động tác cũng gần tương tự như thế, nhưng mà bây giờ chúng ta đưa tay ở dưới nhá. Ok. Bây giờ này, cái chân của chúng ta cũng đưa mũi chân chéo lên 45 độ và chúng ta nhớ là chúng ta nén cái chân này, dùng cái đầu gối này, các bạn nhìn thấy không? Dùng cái mũi chân này. Ok. Chân phải đưa ra, hai tay của chúng ta mở ra, mở ở dưới nhá. Hai tay mở đan ở dưới, các bạn nhìn này. Đan ở dưới. Đan từ trong ra. Đấy, ok. Nhá. 2 3 1 2 3 4 dạ, ok. Tay chúng ta sẽ đưa là 1, 2, thu về luôn nhé. Chân phải đưa ra này, 1, 2, thu về 3, 4 thì lên sang bên trái, 3, 4, thu về luôn, 5, 6, 7, 8 thì hai tay của chúng ta đưa từ dưới lên trên và chúng ta trụm tay lại hạ dưới. Còn chân của chúng ta dậm bằng chân phải, 1,
3, 4, 4 nhịp nhá. Đấy, thì chân nó sẽ là 5, 6, 7, 8. Nên mình làm lại này, chân phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Đấy, trước mặt này. Đếm 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi. Rồi. Cả hai câu nhá. Hai động tác đầu tiên này. Ok. Tổ hợp số 1, động tác đầu tiên này. Ok, đếm 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, rồi tiếp theo, động tác tiếp theo, tổ hợp số 1. Thì bây giờ của chúng ta sẽ là xoay, chúng ta sẽ xoay mặt sang phía bên này. Chân trái làm trụ này, chân phải chúng ta đưa cái mũi chân lên này, được chưa ạ? Tiếp theo này, tay trái đưa thẳng lên, tay phải của chúng ta hướng lên phía trước như này các bạn nhé. Đấy, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xoay cổ tay, được chưa? Xoay cổ tay. Còn nếu bạn nào mà anh chị nào mà chúng ta có thể làm được thêm cả sóng cơ thể nữa thì sẽ rất là đẹp, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta có thể dẫm như này. Đấy, anh Dung ạ, vừa thấy không? Cái chân của ta dẫm như này, cứ dẫm như này thôi. Cứ một lần chúng ta chạm cái mũi chân xuống rồi chúng ta xoay cái cổ tay một lần. Đấy, đúng không? Thế là dễ nhất. Còn nếu mà trình độ cao hơn thì chúng ta có thể là thêm sóng cơ thể vào. Được chưa? Ok. Đây thì mình sẽ hướng dẫn cách dễ nhất, được chưa? Nào. Ok, tiếp theo này. Ok, tay trái lên tay phải đưa thẳng này, chúng ta cùng đưa này. 1 2 3 4 5 6 7 8 thì thu chân về, được chưa ạ? Ok, sang phía bên chân trái này cũng như thế, tương tự như thế. Thì bây giờ tay phải ở trên, tay trái ở dưới, đúng không? Đấy, chúng ta cứ dậm một nhịp như này là chúng ta sẽ vặn cái cổ tay một lần, xoay cổ tay một lần nhá. Chân trái tiếp tục 1, 2 này, tiếp tục 3, 4 này, 5, 6 này, 7 và 8 thì chúng ta thu chân về nhá. Đấy, còn ai mà làm được sóng thì có thể làm sóng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì thu về. Ok. Đấy. Còn cái này làm sóng hay không làm sóng không quan trọng nhá. Chúng ta chỉ cần đi đúng nhịp là được. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sang với tổ hợp động tác số 2. Tổ hợp động tác số 2 thì bây giờ chúng ta sẽ có cái bước chân là vẫn là chuyển chân trái ở đây, được chưa? Chân phải của chúng ta sẽ dùng mũi chân chấm lên, chấm về, chấm lên, chấm về, được chưa? Tay trái để thẳng này, tay phải chúng ta đưa theo chân, đưa theo nhịp chân nhá. Chân đưa lên sẽ là 1, đưa về 2 này. Cái này đưa theo nhịp chân này, cái tay phải theo nhịp chân này. Được ạ? 1 2 3 4 5 6 7 về 8, được chưa? Bên này cũng thế, tiếp tục. Nào, 2 3 4 5 6 7 8 là thu về. Ok. Rồi. Nhá. Rồi thì kết hợp hai động tác vào ta sẽ có được như sau này, 2 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 về 8 4 2 3 4 5 6 7 về 8. Ok, rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến động tác tổ hợp động tác số 3 này. Ok. 7 về 8 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có tay đưa như sau này. Ok. Tay trái của ta trúng hông này, tay phải của chúng ta đưa theo chân này, chân của chúng ta sẽ chấm vào mũi chân này. 1, tay phải chúng ta đưa miết ra tạo thành một nửa vòng tròn nhé. Sẽ là 1, 2, 3, 4 này. Được chưa? Tiếp lượt chuyển tay phải về hông đây, tay trái chúng ta đưa 5, 6, 7, 8 này. Đến lần thứ hai làm chân động tác tương tự, tay phải ra nhưng mà tay trái lên trên chúng ta, và chúng ta xoay cổ tay trái, tay phải giữ nguyên nhé. Thế tiếp tục này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được không ạ? Rất là dễ đúng không? Tay đưa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhé. Nhớ là cái tay ở trên thì chúng ta xoay cổ tay nhé. Ok, rồi. Rồi, tiếp theo đến tổ hợp điệp khúc này. Tổ hợp điệp khúc thì bây giờ chúng ta sẽ có tay đưa như sau này. Tay chúng ta sẽ đi bước đơn đơn kép tay bê tô nhé. Chân phải, tay phải 1 này, chân trái, tay trái 2 này, và hai lần sang bên phải 3, trụ 4 này, được chưa? Tiếp theo bên trái trước 5 này, chân phải 6 và trụ 7, trụ 8, được chưa? Thì chúng ta nhanh như sau này, 2, 3 1, 2, 3 và 4, được chưa? 5, 6, 7 và 8. Ok. Tiếp theo chúng ta hai câu 8 tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa tay phải, hai tay chúng ta đưa lên và chân phải chúng ta bước lên. 1, 2, 3, 4 này. Ok. Tiếp theo chúng ta đưa tay
chúng ta đánh tay lên tay xuống, nhớ các bạn để cái tay nó mềm ra nhá. Chúng ta đánh tay như này, được chưa? 8 này thì ta lại lùi tiếp này. Ok, 5 6 7 8 này. Ok, 1 2 3 4 xong lùi về 5 6 7 8 nhá, thì mình kết hợp hai bước sẽ thành là 2 3 này. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, ok. Thì đấy là phần tiếp khúc. Rồi. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với động tác chuyển đoạn, được chưa? Động tác chuyển đoạn. Động tác chuyển đoạn thì nó cũng giống như là cái phần mở bài ấy, thì chúng ta sẽ có cái tay đưa lên đầu như này này, được chưa? Thì chúng ta làm đúng y phệt như vậy, đếm là 1 2 3 4. Sau đó chúng ta đánh tay theo hông 5 6 7 8. Nhưng mà chú ý lần này giờ chúng ta làm toàn bộ ở bên phải nhá. Tiếp tục. 2 2 3 4 5 6 7 8 tay như này nhá. Tiếp tục. 3 2 3 4 5 6 7 8 và 4 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Và đến động tác thứ hai. Ok. Thì chân trái ở đây, hai tay của chúng ta ở đây, chúng ta ngửa người phía sau như này, được chưa? Sau đó chúng ta đưa hai tay lên và chúng ta miết, đưa tay miết, đưa lên 1 2 3 4 chuyển sang bên này. 5 6 7 8. Ok. Đấy, và sau đó chúng ta lại làm ra động tác đưa tay thành vòng tròn như này. Đấy, đưa tay hình bán nguyệt như này. Đấy, xong lặp lại từ đầu và vặn điệp khúc. Như thế là hết bài. Nếu thấy nội dung video này là hữu ích thì nhờ quý vị và các bạn chia sẻ thêm cho người thân và bạn bè của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì thuật toán của YouTube thì họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Nên nếu mà thích video này thì nhờ anh chị bấm vào nút like để cho video này của chúng ta có nhiều người biết thêm đến hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các anh chị. Chúc mọi người một buổi tối thật là bình yên.